là một trong những chi nhánh của môn phái Thiếu Lâm Long Phi chứ danh, được sản sinh ở đất Bình Dương. Môn phái Thiếu Lâm Long Phi tại Trơn Thành, Bình Phước cũng có những võ sư, huấn luyện viên, những môn sinh giàu tâm huyết đang từng ngày xây dựng và phát triển. Dưới sự quan tâm từ trưởng môn Nguyễn Minh Trí, các hoạt động của môn phái Thiếu Lâm Long Phi chi nhánh huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước nói riêng và cả môn phái nói chung đều luôn đi theo một định hướng chung, thúc đẩy phong trào thiền vững mạnh. Trong 10 năm qua ở đây thì theo qua báo cáo và mình cũng nhận thấy là các em nó thực lực là rất là tốt, nhất là cái giải toàn quốc thì các em cũng có huy chương vàng nhiều năm liền, nói chung là kiện tướng. Còn vàng, ngoài cái vàng ra thì những cái thứ hạng khác thì nó cũng có tiếp theo, nhưng mà ở đây là mình nói cái chính là cái kiện tướng, là cái thế mạnh của cái đơn vị chi nhánh Trơn Thành tỉnh Bình Phước. Thiếu Lâm Long Phi là môn phái có nguồn gốc từ Trung Hoa du nhập vào Nam Bộ, được bắt đầu hoạt động từ năm 1967, sau đó được truyền bá rộng khắp ở các tỉnh khu vực miền Nam. Sau Bình Dương, chi nhánh Trơn Thành Bình Phước là địa điểm tiếp nhận lĩnh hội tinh hoa Thiếu Lâm Long Phi từ năm 1991. Dù có một thời gian gián đoạn, tuy nhiên khi tái hoạt động, những tín hiệu tích cực đã vực dậy môn phái tại địa phương với số lượng môn sinh tăng lên đáng kể qua từng năm. Hiện tại, môn phái Thiếu Lâm Long Phi tại huyện Trơn Thành có một võ sư, một chuẩn võ sư, 16 huấn luyện viên và hơn 2.000 võ sinh đang theo tập luyện. Về riêng về đặc biệt là như huyện Trân Thành đó, hiện tại thì bây giờ võ thuật cổ truyền là đã đưa vào học đường. Riêng huyện Trân Thành thì đã đưa vào được 2 trường đó, có gần 1.000 võ sinh đó là theo tập, thay thế cho cái bài tập võ cổ truyền thành bài tập thể dục giữa giờ. Môn phái Thiếu Lâm Long Phi với kỹ thuật tổng hợp các thế võ cương nhu. Tổng hợp kỹ thuật của Thiếu Lâm Long Phi có 36 bài võ, gồm có quyền pháp, binh khí nổi bật như côn, kiếm, đơn đao, đại đao, trường thương. Chương trình huấn luyện có 18 cấp từ căn bản võ sinh đến đạt mức võ sư. Để đạt đến trình độ võ sư, các võ sinh phải trải qua quá trình khổ luyện xuyên suốt gần 13 năm. Tại Trơn Thành Bình Phước, những võ sư có nhiều kinh nghiệm và giàu tâm huyết đang gắn bó với phong trào võ cổ truyền địa phương phải kể đến võ sư Cao Thành Dũng, võ sư Phạm Văn Nam, võ sư Nguyễn Đức Tài. Khi mà nói đến các đoàn que và đoàn chỗ gối thì người ta nhắc đến Thiếu Lâm Long Phi. Dạ, đó là về phần đối kháng. Còn về quyền thuật thì tất cả các môn võ cổ truyền đều có những cái nét đặc sắc riêng. Và riêng Thiếu Lâm Long Phi thì sở trường là kết hợp võ thuật và nhạc. Nhạc đây là nhạc sử ca để tạo lên những cái hình thái sắc nét nó ấn tượng, đập vào mắt người xem. Đồng thời là qua cái bài sử ca thì cái người tập võ là thể hiện cái động tác ở trên cái bài sử ca nó ứng với cái lịch sử. Võ nhạc sử ca là nét đặc trưng rất riêng của môn phái Thiếu Lâm Long Phi, được trưởng môn Nguyễn Minh Trí sáng tạo từ năm 2003. Sự kết hợp giữa võ thuật và âm nhạc giúp cho các bài biểu diễn quyền thuật trở nên hào hùng hơn, ca ngợi lịch sử đấu tranh của dân tộc, đồng thời tạo nên những ấn tượng và thiện cảm với người đam mê võ thuật. Thành tựu cái môn phái Thiếu Lâm Long Phi suy nghĩ riêng, có cách làm riêng là dàn dựng cái sân khấu hóa võ nhạc, ca ngợi lịch sử để nó không có khô khan. Đó, nó làm cho người ta nhìn, ta thấy, ta nghe thì thấy nó vui vui hay, từ chỗ đó nó thu hút. Nhưng dù có tạo ra những nét đặc trưng, khác biệt hay đạt những thành tích trong thi đấu, thì tựu chung lại, mục đích cuối cùng của võ thuật hay của bất cứ môn phái nào vẫn hướng đến người học võ những đức tính tốt trong quá trình xây dựng nhân cách. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín chính là tôn chỉ hướng đến của Thiếu Lâm Long Phi dành cho các môn sinh, võ sinh đang theo học và gắn bó với môn phái. Cái đấm không thấm bằng lời nói, dùng lời nói để dung hòa. Còn cái chuyện mình tức nước dở bờ là hoài đó, ai cũng thấy được hết. Đó, thì cái đạo đức của con người là như vậy, mình lấy cái nhu thắng cái cương. Đó, bao giờ cũng vậy, nó lấy đai cao chẳng là hay, đai thấp chuyên luyện thì càng hay hơn. Ví dụ mình có học cao rồi nhưng mà mình không luyện tập, mình sao lãng, mình bỏ, mình làm những cái chuyện mà không tốt thì mất cái đạo đức.
thì nó ảnh hưởng tới võ thuật. Mỗi môn phái võ cổ truyền Việt Nam đều mang những nét chấm phá đặc biệt. Với riêng Thiếu Lâm Long Phi, môn phái mỗi ngày đều hòa vào dòng chảy chung để khẳng định bản sắc, nhưng cũng góp phần làm nên nét đẹp tổng hòa cùng các môn phái khác của võ cổ truyền Việt Nam. Và những đơn vị cơ sở như Trơn Thành, Bình Phước chính là nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ ấy, được hun đúc từ tâm huyết của những con người đầy đam mê, lương thiện và nuôi dưỡng một niềm tự hào to lớn.